Thưa quý vị, sau 3 ngày làm việc trách nhiệm hiệu quả, chiều nay ngày 15 tháng 12, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 tiến hành phiên bế mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và cấp Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn, Nguyễn Thị Anh Thi. Cùng dự phiên họp có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó đáng chú ý là các nghị quyết về sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023, các nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề, các dự án chậm triển khai, chậm bàn giao, dự án chậm đưa đất vào sử dụng, việc quản lý sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố, việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập, về quy định một số nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố, về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiều nghị quyết liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội cũng như các vấn đề bức thiết trong đời sống xã hội cũng đã được thảo luận và thông qua. Liên quan đến các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thì Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất với mức tăng trưởng GRDP 6,5-7%. Giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 7.947 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương là 563 tỷ đồng, vốn thành phố là 7.384 tỷ đồng, ngoài ra nguồn dự phòng là 1.378 tỷ đồng. Dự toán thu ngân sách năm 2023 là 23.454 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách là hơn 19.461 tỷ đồng. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết nhấn mạnh, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận thông qua nghị quyết về nhiệm vụ năm 2023, nghị quyết chất vấn tại kỳ họp cùng 37 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng khác. Đây là những cơ chế chính sách có ý nghĩa quan trọng, tác động sâu rộng và trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống người dân thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng lưu ý một số vấn đề cụ thể trên các lĩnh vực, đề nghị các ngành địa phương tập trung thực hiện, đảm bảo thực hiện tốt chủ đề năm 2023 cũng như đưa nghị quyết kỳ họp vào cuộc sống. Để các nghị quyết của kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố sớm đi vào thực tiễn ngay sau kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng, quyết sách thì khẩn trương ban hành kịp thời, quá trình triển khai lại chậm và hiệu quả giám sát thì lại không sâu. Trong đó, đề nghị Ban Nhân phố và các sở ngành, quận huyện hết sức lưu ý những nội dung cam kết trách nhiệm và tiến độ thực hiện qua chất vấn đã được đưa vào nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Với chức năng nhiệm vụ của mình, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ trí tuệ tập thể trong quá trình thảo luận và ra quyết định, tổ chức thường xuyên hơn và nâng cao chất lượng các kỳ họp chuyên đề, chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri, tiếp xúc cử tri chuyên đề, các phiên giải trình về xử lý đơn thư, việc tiếp nhận ý kiến cử tri, việc trả lời của các cơ quan chức năng đến cử tri, phát huy vai trò giám sát, tăng cường giám sát chuyên đề, chú trọng giám sát đến việc thực hiện các kết luận kiến nghị sau giám sát. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò người đại biểu dân cử. Cần dành nhiều thời gian đi cơ sở, kiểm tra thực tế và trực tiếp tiếp xúc cử tri, gần dân, sát dân hơn để gặp gỡ lắng nghe ý kiến cử tri, theo dõi đến cùng việc thực hiện các nội dung cam kết chất vấn tại kỳ họp. Các vấn đề cử tri, nhân dân thành phố quan tâm, phản ánh, qua đó kịp thời kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành những chính sách thiết thực hiệu quả, gắn chặt với đời sống người dân thành phố.